Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với Vợ Hai. Hôm nay thì mình đang ở Đồ Sơn Đồi Rồng để tham dự cái lễ xếp xe kỷ lục Việt Nam của VinFast. Hôm nay thời tiết thì không ủng hộ cho lắm, có vẻ là trời sắp mưa to. Thì các bạn có thể nhìn thấy là các xe đã vào vị trí gần đủ hết chỗ trống rồi. Xin giới thiệu với mọi người, em vợ của mình đã nằm ngoan ngoãn ở đây rồi. Và khi mà xếp xe vào đây thì sẽ không di chuyển được nữa.